Thưa quý vị, phát triển hạ tầng giao thông luôn là yêu cầu hàng đầu của tiến trình phát triển, nhất là tại các đô thị. Tuy nhiên, so với tốc độ gia tăng dân số, gia tăng phương tiện giao thông đi kèm, thì việc mở rộng và xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông chưa thể theo kịp. Và tất yếu, điều đó sẽ tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông. Đó là vấn đề mà thành phố Vũng Tàu đã và đang phải đối mặt. Hiện tại, số ô tô đăng ký tại thành phố Vũng Tàu trên 44.200 chiếc, số mô tô đăng ký trên 307.600 chiếc. Mỗi năm, thành phố lại có thêm khoảng 4.000 ô tô và khoảng 15.000 mô tô xe máy được đăng ký mới. Đó là chưa kể vào các dịp lễ Tết, thành phố đón hàng chục ngàn lượt phương tiện đổ về, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố, khiến nhiều thời điểm thành phố xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông. Phương tiện không ngừng gia tăng, nên việc bố trí các bãi đậu xe trên địa bàn thành phố cũng nan giải. Chung cư La Ben Center tại địa bàn phường chính chỉ có khoảng 100 chỗ đậu xe ô tô, trong khi đó hầu hết 400 hộ ở chung cư hộ nào cũng có ô tô. Trong khi đó, quanh chung cư là đường bàn cờ, không có điểm đậu xe nào. Do vậy, dù biết là sai quy định nhưng các hộ dân ở chung cư và cả ở khu vực xung quanh vẫn phải đậu xe ở cả hai bên đường. Anh cảnh sát giao thông Vũng Tàu thấy họ cũng đi qua thì cũng nhắc nhở rồi cũng có phạt, nhưng mà khi xe nó nhiều quá rồi họ không biết nhặt đâu thì bắt buộc họ phải đậu thế này. Đầu kia mà đi xe thì đầu này phải lùi lại, cũng kẹt xe thường xuyên ở khúc này á. Nhưng mà bây giờ tụi em ở đây không có chỗ đậu, tụi em cũng phải đậu tạm thôi chứ phạt thì cũng phải chịu. Trên các tuyến đường du lịch có nhiều hàng quán ăn, tình trạng xe đậu hai bên đường cũng rất phổ biến, khiến người dân đi lại rất khó khăn. Thứ bảy chủ nhật là xe ở đâu cứ dồn lại đi ăn rồi bỏ xe ở đây. Rồi là hai bên cái đường nó lòng đường chỉ có 7 mét thôi mà hai xe nó đậu hai bên đường. Thì dĩ nhiên cái người dân ở đây xe cổ ở đây ra vô cũng rất là khó. Theo khảo sát của thành phố Vũng Tàu, nhu cầu đậu xe toàn thành phố cả cho người dân địa phương và du khách ở thời điểm hiện tại lên đến 44,30 hectare. Dự kiến đến năm 2025 tăng đến 53,49 hectare, năm 2030 tăng 63,4 hectare, năm 2035 tăng khoảng 71,87 hectare. Trước thực trạng phương tiện giao thông cá nhân ngày một gia tăng, thành phố Vũng Tàu đã xây dựng đề án bố trí các bãi đậu xe cho người dân địa phương cũng như khách du lịch. Trước mắt để giải quyết tình trạng này thì thành phố là sử dụng các cái bãi đất trống, đất công trống để làm tạm các bãi xe tạm đấy, hoặc là trên các tuyến đường ấy thì chúng tôi yêu cầu là các cái tuyến đường nào cấm dừng cấm đậu, các tuyến đường nào phải thu phí sử dụng đậu xe đỗ xe dưới lòng đường để giảm bớt cái lượng xe trên lòng đường. Theo đề án xây dựng bãi đậu xe đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, thành phố Vũng Tàu có 22 bãi đậu xe với diện tích 21,29 hectare. Tuy nhiên, các bãi đậu xe theo quy hoạch chưa được đầu tư, chỉ có 28 bãi đậu xe tạm với diện tích khoảng 15 hectare. Trong thời gian chờ triển khai đề án quy hoạch xây dựng bãi đỗ xe công cộng, thành phố Vũng Tàu đang nỗ lực để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân, du khách có nơi đậu xe an toàn nhưng vẫn đảm bảo trật tự đô thị.